Khi nói chuyện giao tiếp với người đang tìm hiểu mình có cần e dè trả lời theo cách đã học? Trời ơi, anh đâu có dạy em phải e dè đâu. Em e dè là bên trong em, nó là cái cảm giác của người phụ nữ, chứ anh không có dạy em phải e dè. Tự nhiên mà từ từ ấy, hay nói chuyện tự nhiên để dễ gây cảm xúc thân thiết với nhau hơn à? Đây, nó cái câu của em nó nói lên em chưa hiểu được cái bản chất của cái gọi là người phụ nữ quyến rũ, cái sức hút của người phụ nữ. Em vẫn có thể vừa tự nhiên, em vẫn có thể vừa e dè, và hai cái đó không có cái nào là đúng, cái nào là sai, cả hai đều đúng. Nếu như em cưỡng cầu, em giả tạo thì lúc đó là sai. Còn em là sao? Em là vậy. Nhưng mà em thấy là cái phiên bản một người phụ nữ quyến rũ, họ có thể e dè, họ cũng có thể tự nhiên. Họ e dè trong tình huống này, họ tự nhiên trong tình huống kia, tùy vào cái sự thoải mái của họ với cái chủ đề, hay là cái con người, hay là cái môi trường của cái lúc họ tiếp xúc đó. Anh giả sử nếu họ gặp người lạ, họ có thể hơi e dè. Và e dè đây không phải là e dè theo cái kiểu là ok quá đi thôi, ô, em không chịu đâu. Không phải e dè theo kiểu đó. Mà e dè đây là một cái gì đó nó e dè nhẹ nhàng, là vì mình chưa có quen nhau nhiều cho nên em sợ má la. Đó, đại loại đó, họ e dè một cách tự nhiên. Ở đây em có vẻ như là anh Tuấn bây giờ em nên e dè hay là em nên tự nhiên. Giống như em hỏi anh Tuấn em bây giờ em nên vui hay em nên buồn? Em ơi, em vui hay em buồn, nó là cái bên trong em đã ra ngay lúc đó. Nếu như em đúc mình thành một người tích cực thì lúc đó em vui chẳng hạn. Thì em vui thì em sẽ thể hiện ra là vui. Còn nếu như em giả sử lúc đó em buồn, em tiêu cực thì lúc đó em sẽ là tiêu cực. Chứ không phải là lúc đó. À tôi bây giờ nói lại để em chọn với em là em không không nên giả. Nếu em khi em nói là theo cách đã được học, anh không biết em học lớp nào. Nhưng mà em hiểu sai về cái chất rồi. Không phải là tự nhiên hay để gây cảm xúc thân thiết, hay là e dè để gây cảm xúc thân thiết. Em đi sai hướng rồi. Em đang cố gắng tạo ra một cái phần hình bên ngoài trong khi phần chất bên trong em không có. Nên học là học cái kiến thức, anh đoán là em nói em học, anh biết em học lớp nào ở đâu á, nhưng mà không có cái lớp nào dạy về cái chữ e dè cái tự nhiên cả. Kể cả trong lớp nó không có ra cái chữ đó luôn. Nhưng mà cái anh khuyến khích em là đi học cái lớp đừng có trái tim chàng, ít nhất còn mới đi học cái lớp, đi cào cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ đi, trong đó em mới hiểu được. Hình như em không có đi học lớp mà anh đoán em học qua những cái video livestream hay gì đó. Cho nên cái câu hỏi của em anh không trả lời thẳng vào được, tại vì anh chỉ trả lời thẳng thì trả lời được tới đây thôi. E dè hay là tự nhiên, em là thế nào thì nó là thế đó. Còn cái nào là đúng, cái nào là sai, cả hai đều có thể đúng, cả hai đều có thể sai. Nó sai khi em tạo ra nó là một cái gì đó giả, nó đúng khi em là thật. Ok, còn em có tạo được cái sự thân thiết, ở đây mình không có dùng chữ thân thiết đâu, cái cảm xúc thân thiết, cái cảm xúc thân thiết không phải là cái mình muốn tạo ra. Em không muốn tạo ra cảm xúc thân thiết, em muốn tạo ra sức hút để người đàn ông đeo đuổi em. Cho nên cái cách mà em tả, em đặt câu hỏi của em, anh nói thật em mới là người bây giờ phải cần học lại đó. Nếu đã học thì nên học lại, nếu chưa học gọi là học theo kiểu mà nghe livestream á thì nên đi học đi, tại vì cái cách nghĩ đó là cách nghĩ chết đó. Em không muốn thân thiết, em muốn có sức hút và người đàn ông đeo đuổi em, và cái tương quan đó là tương quan để em được thành công trong cái giai đoạn hẹn hò thôi. Ok, tiếp tục không. Con gái có tính cách lạnh lùng mà người ta mở ngoặc bạn trai với bạn gái cũng hay nói em bình thản tới mức vô thân tâm, mức vô thân tâm. Vậy nếu thực sự người ta thương mình thì người ta sẽ vượt qua được hay không, hay là bản em phải sửa tính cách để phù hợp với người ta? Cảm ơn anh nhiều. Amy ơi, em chưa nắm được cái phần cơ bản của cái, anh dùng chữ người phụ nữ quyến rũ thì em lại không hiểu, em hiểu lầm. Anh gọi là cái phiên bản để được hạnh phúc của người phụ nữ, tức là ở phiên bản đó người phụ nữ sẽ được hạnh phúc. Được hạnh phúc hay không phải tại người đàn ông đâu, mà tại mình đó. Giống như là vậy nè, phiên bản để là người đàn ông chạy chạy nhanh nhất thế giới, hay là người đàn ông chạy nhanh đó, cái anh Bolt đó, anh chạy rất nhanh, thì em thấy là ảnh chiến thắng không phải tại đối thủ của ảnh. Đối thủ của ảnh có thể ra rất là mạnh hoặc là yếu không biết, nhưng ảnh chiến thắng là vì ảnh chạy nhanh nhất, anh chạy rất nhanh. Michael Phelps cũng vậy. Thì anh chỉ nói cái này nó nói lên gì không? Khi mà mình ở một cái sự hoàn thiện nào đó, ở một phát triển nào đó, chứ hoàn thiện thì nghe nó xa xôi lắm, thì mình sẽ được cái tương ứng với mình. Ở đây em mà hỏi anh á, là em đưa ra cái câu hỏi về tính cách, em gọi là tính cách lạnh lùng, mà em dùng cái là bạn bè của em nó xác nhận là em bình thản tới mức vô tâm. Thứ nhất là cái đó nó đừng, tại vì khi em dùng cái tính cách nó nói lên là mình là người như vậy và mình bị đúc ra như vậy. Thì anh cho em một cái góc nhìn nè, khi mà người ta nói mình bình thản tới mức vô tâm
vô thân tâm, anh không biết nó là tiêu cực hay tích cực theo cái cách bạn em nói. Tuy nhiên nó không quan trọng ở trong cuộc sống tình cảm. Hễ mà em là cái phiên bản của một người phụ nữ có sức hút, hồi nãy anh nói đó, người phụ nữ quyến rũ đó, cái phiên bản đó, thì là em sẽ được hạnh phúc. Tính cách nó chỉ là cái thể hiện ra cái bên trong của mình thôi. Các bạn nữ hay lạc theo một cái hướng là mình phải có một cái tính cách nào đó khác người, hay là một cái cô gái mà thấy thú vị thì gọi là tính cách. Có những cô gái em nghĩ là tính cách, thực ra không hút đàn ông hoặc là hút những người đàn ông nào đâu không biết. Có những cô gái thùy mị, bình thường, dịu dàng thôi, nhưng mà đàn ông lại rất yêu. Tùy người nữa, tùy người đàn ông nữa. Nhưng mà cái sức hút ở đây là cái người nào mà càng có sức hút thì càng có nhiều người đàn ông chất lượng tìm tới họ. Ở đây cái em hỏi là nếu thực sự người ta thương mình thì người ta sẽ vượt qua được hay không? Tức là ở cái ý em hỏi á, là nếu như người ta yêu mình thì người ta sẽ thay đổi người ta để đến với mình. Câu trả lời cho em là đúng, là người đàn ông nếu có tình cảm với em, người ta sẽ thay đổi cái phiên bản của người ta đến với em. Thì cái câu này em hỏi, câu trả lời cho anh là yes. Nhưng mà cái đoạn sau này, hay là bản em phải sửa tính cách này để phù hợp với người ta? Em không cần phù hợp với ai, tại vì cuộc sống hạnh phúc không cần sự phù hợp đó. Mọi người cứ nghĩ là phải phù hợp với nhau mới được hạnh phúc. Trắc nghiệm A, trắc nghiệm B. Ta nay ở trong kinh thánh có nói sức mạnh của tình yêu. Khi người ta yêu nhau, người ta sẽ hợp. Bởi các cụ ngày xưa có nói cái câu, khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Cái này là sự quan sát của các cụ, mà các cụ đúc ra. Tức là họ không giải thích được, ok, nhưng mà họ quan sát, họ thấy là thực tế nó xảy ra như vậy. Khi thương thì trái ấu cũng tròn. Không cần hợp, chỉ cần yêu đi. Yêu thì ấu nó cũng tròn, nó hiểu chưa? Không cần hợp. Thực ra hợp không có nghĩa là tốt. Có rất là nhiều ca tư vấn các bạn nói là lúc đầu hợp với nhau đó, em cưới vì ảnh hợp, sau đó tại kể ra ủa sao giờ không hợp, tại em không biết, anh thay đổi. Thằng cha kia nói tôi đâu thay đổi gì đâu, mà chẳng ai thay đổi, cứ nghĩ là hợp là hạnh phúc. Nó sai lầm, yêu là một cái phạm trù không phụ thuộc vào hợp. Và cái này có rất là nhiều người được hạnh phúc nói em chồng em chẳng giống nhau gì cả, và anh với vợ anh chẳng có hợp. Chín người mười ý mà hợp cái gì, mình không muốn kiếm người hợp, mình muốn kiếm một người mà mình yêu, và sau đó mình khám phá những cái điều thú vị ở cái sự khác biệt nó cần hợp. Ok, hợp không có nghĩa là hạnh phúc. Ok, do đó là ở đây là bản thân em phải sửa cái tính này để phù hợp. Em chỉ cần là cái người phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc ở cái phiên bản đó. Bản phiên bản là một cái phiên bản khá là chuẩn, tức là lành lặn, nữ tính và giá trị cao. Anh gom lại cái đó, hay là bản em phải sửa cái tính này để phù hợp với người ta? Em không cần sửa để hợp với anh ta. Em ấy là em, nhưng là cái phiên bản tốt đẹp đó. Đó, câu trả lời của anh cho em đi. Tại vì trong câu hỏi của em có những cái em chưa có cái nền tảng để em hiểu. Mà nếu anh chỉ trả lời yes, no, yes, no, thì em chết chắc luôn, là tại vì em sẽ hiểu sai. Tại vì yes cũng có thể hiểu sai, mà no cũng có thể hiểu sai. Đó là cái khó khi trả lời những cái câu hỏi mà nó nói là các bạn chưa hiểu được cái nên hỏi là gì đó. Nó rất là nguy hiểm. Bởi cho nên nhiều khi mà các bạn tới đó, tao anh Tuấn ơi, bây giờ em quen với ảnh vậy, tụi em sống chung nhau 3 tháng, anh tình cảm lung tung lang tang, giờ em có bầu, và giờ anh có người phụ nữ khác, bây giờ anh chia tay với em, rồi sau đó em quay lại em níu kéo, rồi bây giờ tụi em về ở lại với nhau chẳng hạn, và theo anh thì em có nên đồng ý hay không? Trả lời yes cũng chết, trả lời no cũng chết. Ok, tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.